Hello anh em đã quay trở lại kênh của nhà, và hôm nay em sẽ review cho anh em con xe Tước Sao Kim Cương nha. Em nói là một con xe A nhưng mà có con ngoại hình rất là CD nha. Ngoại hình rất là CD nhưng mà mại kim cương. Và em này sẽ có 3 skill nha mọi người. 3 skill đó chính là skill đầu tiên á là skill bị vượt nè, là phát động. Còn skill thứ hai là skill mắt ngắn, và skill thứ ba của nó là mọi người sẽ sử dụng quýt 2 lần để phát động nha. Mỗi skill nó sẽ có một cái điểm mạnh riêng trong trận, và tôi thì tôi là biến động kỹ nó quá. Ok, và đây là phần nhận của em đó nha mọi người, làm nhiệm vụ trong phần là phòng vinh dự để có nha. Mà em này đúng rồi, em này còn cái skill nữa là tích nitro, có nitro sớm nha. Ok, về phần nitro sớm á là mọi người thấy kiểu như mọi người tích đầy nitro, thường là tích đầy nitro á thì qua cua chỉ tạo được đúp sơ đúp. Còn cái này thì nó sẽ có skill này, nó sẽ giúp anh em có nitro sớm là qua cua đầu tiên anh em hơi tạo sơ đúp luôn đó. Thấy không, anh em mới thấy không, nãy là tôi làm sơ đúp đi chỉ có một mình nitro đó. Ok, tốc độ sơ đúp của em nó hồi nãy là 312.1 mọi người. Ok, bây giờ tới đúp sơ đúp nè, đúp sơ đúp của nó là 292 nha. Ok, trận đầu tiên nào, và tôi sẽ đua ganh luôn nha. Mà không biết tôi đua ổn không nữa, tại vì bữa giờ tôi không có vô chơi game nhiều á. Vô chơi tầm được có nửa tiếng là ra rồi. Đa số là vô game đăng nhập là nhiều á. Do không biết sao nữa, nhưng mà kiểu bận quá cho nên không có vô game gì Switch chơi được nhiều. Mà hôm nay tôi làm video cho anh em luôn. Hôm qua tôi tính làm video rồi mà tự nhiên tôi bận quá nên tôi không có làm video được. Xin lỗi anh em hôm qua nha, tại bữa livestream bảo hẹn mai anh em coi video mà tự nhiên dịch anh em, thấy thật lỗi, hẹn xin lỗi anh em nhiều nha, do tôi bận quá. Ok, và bây giờ vô trận đầu tiên nè. Mới vô phát động skill đó chính là skill mắt ngắn nha. Nó có thêm cái quả skill còn bị lỗi từ mùa trước nè, giờ nó vẫn còn bị lỗi skill đó, skill vượt tối mọi người. Kiểu ai vượt qua mặt mình là mình sẽ đứt rồi, xong lỗi phút này luôn. Qua đó tôi bị đơ tay luôn á. Cái skill nó kiểu như là bị vượt hoặc vượt là nó sẽ phát động nha. Nó vậy là em này bây giờ phát động hai skill cùng lúc trong game quá nhiều luôn á, khá là mạnh ấy. Nhưng mà sự là sức mạnh cơ bản game này tôi đánh giá cũng cao, nó là phụ thuộc vào skill cái nhiều nha. Skill nó phát động nhiều á thì nó mới mạnh được. Cái con này thật sự là nó nói chung là nó không mạnh lắm đâu mọi người, nó cũng mạnh trong dòng chơi free thôi chứ sự là nó không mạnh lắm. Con này thì nó, nếu mà nó phát động nhiều skill á, thì nó hơn con cân đổ băng tí, còn không hơi là nó thua cái cân đổ băng đó mọi người. Ây da, khúc đó tôi giết sao mà nó bay luôn. Trời ơi, hồi nãy tôi giết trên không thì không bị đơ phím, bây giờ giết trên không được thì không đủ tốc độ. Nói chung là tốc độ con này nó cũng yếu á. Mới lỗi có cái ông kia lên liền luôn, thấy ghê vậy. Nhưng mà sau rồi lên tôi được, thua yếu trình thì yếu chứ gài gài chứ cũng phải top 1 chứ. Ok, mà anh em ganh cuối mùa anh em ganh tới đâu á nha, anh em được ganh gì vậy, anh em bình luận chứ cho tôi biết coi. Còn tôi thì đang ganh huyền thoại 400 mấy điểm gì đó, mà công nhận ganh huyền thoại ghép chặn nút mắt lâu rồi á. Tôi làm video mà tôi ghép nhầm khi ghép cả nguyên buổi chiều luôn, mới thấy có vài chặn rồi. Nên chắc nếu mà chặn là đua lại lỗi tí mà thấy ok chắc cũng đăng luôn quá. Ok anh em, chắc tôi nghĩ là hồi nãy tôi kiểm lại cái vô chắc thôi. Chặn này có CT luôn à, căng đấy. Má mà nãy tôi mới nói gì tôi quên ta, nãy giờ ghép chặn cái quên luôn, ghép chặn lâu quá mọi người. À nhớ, ghép chặn là kiểu vấn đề ghép chặn hơi lâu, cho nên chắc tôi nghĩ là nếu mà chặn nào ok thì tôi sẽ đăng lên luôn nha. Tại vì những ghép chặn nó quá lâu, quá mất thời gian để làm video nữa, mà tôi còn phải làm nhiều việc khác nữa mọi người. Tôi cũng không có rảnh nữa, tại vì tôi cũng phải làm hồ sơ với mấy hồ sơ đồ để làm bên doanh nghiệp chuẩn bị được thực tập tới nữa. Anh em nào không biết, có anh em nào đang học đại học hay là học nghề gì đó cho đi học tập chứ nhỉ. Tôi thì hết tháng này, ngày mai tôi phải đi học rồi để còn vô doanh nghiệp thực tập nhé. Đi thực tập mong là không có bị bóc lột sức lao động quá, để còn sức mạnh để làm video cho mọi người coi nhé. Ok, vô thì mới gặp ông đó, ông đua căng đấy nha, căng vãi. Ừ mà anh em ơi, tôi thua thật sự là tôi đua không có hay lắm nha. Tôi đua thì tôi cũng đua gà thôi, chủ yếu là anh em coi kênh tôi là coi vui vẻ thôi nha, chứ thật sự là về vấn đề kỹ năng là tôi
hơi non, nói thiệt là tôi non thật. Mấy ông ấy có mấy ông đua trong game đấy, kiểu video tôi cũng có lực coi đó, cho nên mấy ông cũng biết xương xương như tôi. Nói nhưng khúc này tôi lỗi phải chứ, nhưng mà tôi vẫn rỡ lấy không phải. Nãy tôi lọt xe qua cái con xe đó nhỏ mọi người, mà con xe này công nhận là con xe bê này tới rồi chứ. Quay lại vấn đề cũ, tôi hay nhảy vấn đề quá. Là nói chung là tôi đua cũng gà lắm. Nói chung là anh em gặp trong ganh anh em hay kêu tôi gà gà, rồi youtuber đồ gà gà. Chịu rồi, biết sao giờ, tự mình già đi mà. Mấy ông đó nói gì chịu rồi, đua giải trí thôi mà mấy ông gặp mấy ông kêu gà là xong rồi, hết cú rồi. Idol với trẻ mà đua gà quá. Ờ nói vui thôi chứ sự là vô ganh thì mọi người, nếu mọi người thấy tôi mọi người cứ nói idol rồi cho tôi vui nha. Hay không vậy mà vui nha. Tuy mấy bạn đó chê đua gà thì nhưng mà mình gà mình chịu thôi, nhưng mà vui là chính. Ok rồi, xong ông sao nãy giờ tôi đua, nãy giờ tôi gặp ông T1 xem mình cạnh tranh không mà sao không thấy nổi chi vậy, mọi khi tôi thấy ghê vậy, ông thấy luôn á, đua căng quá. Rồi thêm ông T1 này nữa, T1 này nãy giờ ông đụng tôi nhiều nha. Nói thiệt là con này nó ngoài hình giống CD nhưng mà chống đụng nó yếu như CD luôn nha mọi người, phải cái kiểu này chứ. Ok, ao ngay được ông T1 tem mình khúc cuối đó. Ông top 1 đua hay quá, gần em đua phút bốn mấy gì á, đua hay vãi, vượt không kịp luôn á. Ok anh em, quay qua trận tiếp theo thôi. Ghép nãy chờ cuối cũng thấy có trận rồi, và tên trận này tem mặn full văn phách luôn kìa vậy, mắt em cũng full văn phách luôn rồi mọi người. Rồi tem tôi hai bạn sờ bitbat với một chiếc selfie, liệu hãy cạnh tranh được với ba thằng sờ văn phách không nha. Tự nhiên tôi nói chuyện với tôi bị lựa luôn mọi người, quá đặc tính thật lão ma chứ. Anh em coi video tôi nhiều chắc cũng biết tôi hay bị, nói chung là hay bị gói loạn ngôn ngữ tí, anh em thông cảm nha. Ok, và không biết qua tuần trước đúng rồi, tuần trước thi mọi người thi ổn không, ai biết điểm rồi chưa, điểm cao không? Mong là mọi người nào chưa biết điểm thì điểm khá là cao nha, tầm 8-9-10 gì đó. Ok bạn kia mới vô nó khởi động hay nha. Á pha đó khởi động đâm bằng phách thời đau nha, ai da đau ông ơi. Á ông đâm một phát mà tôi mất bút luôn rồi. Không sao trận này có ông đồng đội top 1, ông gánh nha. Không sao, mấy anh kia ra chạy bằng phách mà thua mấy mình chạy xe cùi. Cái gì vậy trời, cái pha đó tự nhiên cái nồi tay tôi làm nó bấm dính vít cây vãi. Chí thấy sắp tới đích bạn lớp 1 rồi mà còn gặp kiểu đó nữa, sao dí ra trời. Chặng này ông kia cũng dí sát đích luôn kìa, biết cái gì vậy, đợi héo cua không xác cái lộng nổi đó, ông tranh thủ ông ra liền rồi. Ôi bằng phách mà khúc này kéo nitro không được nha, hơi gà nha. Khúc đó là kéo nitro là bảo đảm qua, bằng phách kéo không được là hơi gà khúc đó nha. Trời ơi tôi CD ông ơi, nhìn nó giống góc xe vậy đó, với CD nhiên tôi CD ông đua thông cảm. Ôi ôi pha này tưởng reset không thành công mọi người, rồi reset thành công không tưởng. Ok ông tấp mộng đua cứng ghê trời, đua cứng mà tôi bỏ lỗi cái là hết thấy mộng rồi, hay vậy. Nhưng mà bù lại thì đồng đội tôi cũng có người tấp 6 lắm đã. Không sao, sao thắng là được, thắng là được đấy. Pin hay quá ông ơi, ông gánh tôi chặn rồi đó chứ, sự tôi đưa gà lắm, lâu lâu gầm mấy con này đưa mắt gà luôn. Ok anh em tới cùng trận cuối nào. Ok kiếm mãi cũng có cái trận nè mọi người, không biết trận này đua ok không nữa, mong là trận này đua ok để thành trận cuối luôn nha. Mà anh em coi kênh tôi nhớ cho tôi xin một like và một đăng ký và một bình luận ở dưới nha. Mọi người cứ bình luận thoải mái dưới những điều mà mọi người không biết á, không biết gì game hay là sự kiện gì của game á, mọi người cứ bình luận ở dưới nha, tôi sẽ trả lời và trả đáp cho mọi người nha mọi người. Mọi người đừng có ngại mà không có ấy nha. Ở trận này gặp bạn fan hứa không, đúng không, lên cho lên YouTube nha em. Ok luôn, trận này có đua lỗi thì cho em lên YouTube luôn nha. Ok mày. Đó tự nhiên ông kêu ông nhận ra cái tự nhiên hay nó cứng tay đó. Trời mấy ông ơi, tôi xe đê. Mấy ông vô bụng tôi cỡ này tôi chịu gì nói, có cái micro luôn nè, vãi cái chữ nữa chứ. Không mà trận này gung tay nha, tự nhiên có bạn fan nhận ra mình cái gung tay nha. Không biết trận này đua ổn đây, để cố gắng đua cứng chính để lấy đồng mà lấy lòng mấy bạn fan coi. Ok hiếm lắm mới gặp được vài bạn fan như này, tại mình còn nhỏ mà kênh mình khá là nhỏ nên hiếm lắm mới được gặp mấy bạn fan trong trận như này. Ấy gì vậy ấy ấy
cái pha để tôi vung tay tôi không biết xử lý sao luôn á, hay là có cái bức tường nó đẩy tôi lên cái phải chữ nữa chứ. Trời ơi, khúc đó tôi quên bấm thắng luôn mọi người, quên bấm thắng để ngắt chô á. Rồi tôi thấy có hiện tượng là hơi vung tay vậy đó, chết rồi, biết rồi, còn cái xe đúp luôn rồi. Tự nhiên cái dòng lắp một đua cũng ổn ổn mà lắp hai cái nó vung vung tay cái đua hết ổn rồi nha, thấy không ổn đó, mồ hôi tay đúng đầu ra rồi đó, quên bật cái máy quạt nữa, vãi cái chữ này chứ. Xong rồi xong rồi xong rồi không sao, chắc cấp một chứ không sao đâu ấy. Rồi xong lỗi nặng rồi, xong luôn, hết cứu rồi, hết cứu đồng bào rồi, hết cứu đồng bào ơi. Má ông kia ông nhìn mò tôi lỗi cái ông lên liền luôn, vãi cái chữ này chứ. Trời ơi trận này không sao, không sao, trận này vẫn lên video. Má đùa lỗi tớ mọi người, lỗi nặng luôn á. Rồi rồi trận này vẫn cho lên video nha, như cầu ông pha luôn. Ok, cung tay quá, cung tay quá, để chắc cái trời, cung tay quá, trời ơi. Thôi thôi, bây giờ video tôi xin kết thúc tại đây nha mọi người, coi thấy hay nhớ cho tôi xin một like, một đăng ký nha. Bây giờ tôi xin bye bye mọi người rất là nhiều, bye bye.